Chào các bạn, mình là Việt Tuấn Phương Tàu. Hôm nay mình sẽ bàn luận về vấn đề chúng ta đi tour hay đi xa nên mang gì để gọn nhẹ, không ảnh hưởng tới việc lái xe và có thể đáp ứng được những nhu cầu cần thiết khi chúng ta sử dụng. Đây. Thì đối với mình á, thì khi mà mình đi tour á, mình ghét nhất là mình phải đeo, phải mang hay phải vác cái gì trên người của mình. Thì điều đó nó sẽ làm ảnh hưởng tới khả năng lái của mình. Mình có thể là do thì chạy lâu quá, nó đeo nặng, nó khó chịu, nhức lưng hay gì đó, nên mình hạn chế không đeo bất cứ những gì mà mình không xài đến, mà mình chỉ mang trên người những gì mình cần thiết thôi. Thì đây là một cái giỏ mình gắn cố định trên xe của mình, nó rất là gọn, và khi đó mình gắn cái sau yên của mình, nó không có ảnh hưởng tới việc lái của mình cả. Thì trong đây nó sẽ gồm có những gì? Đầu tiên sẽ là một đôi găng tay để đi mưa, bởi vì các bạn biết đó, đi mưa thì rất là lạnh. Đây là một đôi găng tay chống nước, mình có thể mang vào thoải mái khi đi mưa. Kế đó là một cái bao để chùm cái túi này khi mình rình mưa xảy ra, khiến cho cái túi đồ của mình không bị ướt. Cái túi này thì nó đi theo cái bao của mình. Ở đây một cái đôi giày đi mưa. Đôi giày đi mưa rất là hữu dụng, mình có thể sọt phía bên ngoài bất cứ cái đôi suốt bỏ họ hay gì của mình, cái giày giày không bị dơ. Đây, kế tiếp là phần nội y. Lúc nào cũng vậy, có cái quần xịt, cái quần xà lỏn và cái áo thun. Để làm cái gì? Là chạy trời mưa mệt quá, mồ hôi nhiều quá, hay là mình tới nơi khách sạn hay gì đó, còn ngang của suốt siêu đẹp này, có thể đi dạo tăng tăng phố phường, không cần phải đoán ngoài để đi có bộ suốt mượn nặng nề như thế này. Cái tiếp là một pin sạc dự phòng. Một pin sạc nói chung là chỉ dùng để sạc điện thoại của mình, hoặc là sạc cái GoPro của mình khi mình đang đi giữa đường mà nó hết điện, mình cũng quay phim nha, mình cũng chụp mình điện thoại thêm, các bạn biết rồi đó. Đây, cái đó là áo mưa bộ, áo và quần mưa. Là coi như chúng ta đã đủ một bộ áo mưa, từ giày, áo, quần và găng đi mưa. Còn lại sẽ là cái gì? Cái này rất là quan trọng cho mình. Đây là đồ đo áp suất lốp xe. Và với mình hay thích đè cua, mình hay thích chạy nhanh, nên cái áp suất lốp nó sẽ ảnh hưởng đến mình, nó ảnh hưởng lúc trời nắng, lúc trời mưa, và thậm chí để mình luôn kiểm tra hỏi lại tình trạng dừng để coi nó có sự thay đổi gì nhiều hay không. Tại vì nếu thay đổi quá nhiều mà mình không biết, nó sẽ ảnh hưởng tới việc lái xe vận hành của mình. Đấy. Ngoài ra mình có đem theo dư một quả ốc. Quả ốc này để làm cái gì? Quả ốc này để khi mà mình bị lủng bánh xe, tại vì mình chạy xe lớp không rụng, khi mà mình bị lủng thì ví dụ như nó một cái đinh nhọn hay cái gì đó mà nó không có giữ được hơn, thì mình sẽ rút cái đinh đó ra và mình đóng một cái đinh răng này vô, mình nhặt răng vào. Khi mình nhặt răng vào như vậy, nó sẽ cầm cự cho mình có thể trả tới điểm sửa xe của mình, mình xử lý nó. Còn đồ nghề để đem theo thì cũng tùy mỗi người. Như xe của mình thì trong cốp xe có cái đồ nghề, có thể mở được ốc của dàn áo, có thể mở được bình ắc quy, các thứ như vậy là đủ rồi. Tại vì trong xe ai cũng vậy, lúc nào sẽ có cái đồ nghề cần thiết đó, nó đã thiết kế để dành cho chiếc xe của bạn, nên hãy cứ mang của nó trong xe. Còn ngoài ra có một số xe nó sẽ hơi bị đặc biệt, chẳng hạn như xe của mình, cái con ốc mở cốt bánh sau nó quá bự, nên mình đem theo cái con ốc mở cốt bánh sau mình bỏ sẵn trong hành lý, hoặc là mình bỏ sẵn trên xe luôn. Tại vì ở một số điểm sửa xe nó chỉ có một số dụng cụ nhất định, còn những cái dụng cụ mà nó mang tính cho riêng một dòng xe nào đó mà nó hiếm hoi hay gì đó thì bạn nên đem theo, nó sẽ rất là hữu ích. Đấy. Còn về việc khi đi tour mình sẽ chọn giáp gì để mình đi, cái đó nó cũng tùy vào cái quãng đường mình chạy và cái cách mình chạy. Chẳng hạn như mình đi rất là ngắn, mình đi khoảng 100 cây thôi thì mình sẽ bận những cái bộ mang tính đồ kaki có giáp trong, hoặc là áo thoáng mát như vậy để cho nó bị thoáng mát. Còn khi mà những cái tour mà mình chạy bắt đầu từ 300 cây số trở lên cho tới khoảng 1000 cây hoặc hơn, mình sẽ bận những bộ suit da như thế này. Những bộ xuất da như thế này thì cái ưu điểm của nó là mặc vô cảm giác rất là an toàn, nhưng mà chạy lâu thì mình sẽ hay nóng, với lại những khi mà mình dừng lại mình đi tới đi lui thì người ta nhìn mình giống như người ngoài tin nhé. là kiểu ê con Phú có gồ hay là ê cái gì anh này có bốn tay nó không cãi giáp ra mình để thế này, thì nói chung là cũng không sao, mình trai mặt mình không sao cả. Giày thì cũng vậy, mình cũng sẽ xếp hai giày, giày đi thường ngắn và giày đi xa. Găng tay cũng vậy, mình sẽ có găng tay để đi xa và găng tay để đi vội. Đấy, nó thì mình chỉ có một cái thôi. Còn vấn đề nữa mà chúng ta phải đề cập đó, đó chính là hành lý cá nhân khi mà chúng ta ở lại thì nó lâu ngày, thì chúng ta phải đem như thế nào. Mình nói thẳng luôn, bây giờ ở tỉnh nào cũng vậy, nó đều có xe tốc độ cao, nó có gọi là xe vận chuyển hàng. Chẳng hạn như mình đi Đà Lạt đi, mình chỉ việc đi ra ngoài bãi xe Phương Trang một bữa, mình quăng nguyên cái gói ba lô của mình lên trên đó, ok 20.000 đồng lên tới Đà Lạt mình thảnh thôi, xong cái đó mình mới chạy đi lấy đồ đem về khách sạn. Mình sử dụng xong, sau khi đến ngày về mình đóng gói y chang vậy, mình ra xe mình gửi lại cũng 20.000 đi về ra Sài Gòn. Còn nếu bạn đi những cái chuyến đi dài ngày, những chuyến đi giống như là từ Sài Gòn ra Hà Nội mà bạn đi theo kiểu là thảnh thơi đi giống như mình, thì chẳng hạn như mình đi một địa điểm nào đó mình định trước, chẳng hạn hôm nay mình đi ra Nha Trang, mình sẽ gửi hàng đi trước Nha Trang, hôm sau mình đi ra Quảng Ngãi, thì ở Nha Trang mình vừa lấy được đồ sử dụng xong, đóng gói mình gửi đi tới Quảng Ngãi, cứ mỗi một chặng 20.000. Cái 20.000 đó nó không quá lớn nhưng mà nó sẽ giúp mình rất là nhiều thứ, giúp mình được thoải mái khi lái xe. Mình không thể nào mình mang cái túi bự sau lưng mình mang trên vai được, mình chạy nửa tiếng đồng hồ là mình đã thấy mệt rồi. Nên cái điều mình muốn nói đây là khi bạn đi đem càng ít đồ càng tốt, tại vì khi quá nhiều đồ bạn gắn trên xe vào, trên thùng phía đằng xa hai bên, nó sẽ ảnh hưởng tới trọng lượng của chiếc xe của bạn, nó ảnh hưởng tới sự thoải mái của cá nhân và nó ảnh hưởng luôn cả chuyện vận hành của xe. Lỡ như để trước đồ rồi lái bị cấn khi đông, là đang bon cua thì những cái đồ gì đó nó rớt xuống, đó là chuyện bình thường ai cũng sẽ gặp xảy ra. Nên mình cũng phải vậy, đem vừa đủ đồ không. Rồi cái quan trọng nhất là mình phải học được cái kỹ năng xử lý tình huống, mình phải trở nên đa diện, bất cứ tình huống gì mình gặp mình vẫn phải bình tĩnh từ đó bắt đầu mình xử lý vấn đề, làm như vậy mình sẽ vượt qua được vấn đề. Ok, như vậy là đủ rồi. Chào mọi người.